Mọi người, hôm nay mình quay sơ sơ chuồng gà của mình ở trên đồi. Nay mấy con chim bồ câu của mình nó đã vô, nó chịu nằm ổ rồi. Vậy là sắp tới mình sẽ thấy nó đẻ trứng. Còn đây là mấy con gà của mình. Gà con gà mái nó đang ấp nè. Thêm con gà mái trong đây nữa. Chắc nó cũng đẻ chứ chưa ấp đâu. Thấy mình thấy có 4 5 trứng trong đó thôi, chắc nó đẻ đó thôi. Mình sơ sơ. Còn mình coi nha. Mình hay bứt cỏ quăng vô cho nó ăn. Đây là mấy con gà trong chuồng của mình. Một con gà trống và hai ba con gà mái. Còn bên này thì mình có một con gà mái và hai con gà trống. Gà của mình chim cho chim bồ câu ăn. Con bồ câu này nó có cái tóc của nó giống như chút treo dựng dựng, nhìn vui không? Con mình nó à, con mình nó là xù tóc thôi, chơi kiểu là cái style đàng hoàng không. Này con gà này nó cũng vô nè, máy nó cũng vô, chắc này vô là mổ nó luôn rồi nè. Biết làm gì đây, giống như giành giật ổ nhau hay sao đó. Giờ máy nó chắc là sắp sửa đẻ rồi đó, nó đang lót ổ đó. Okay, mình quay sơ sơ cho mọi người coi. Có gì mình sẽ quay thêm. Okay, chào mọi người.